Chào các bạn, mình nè, hôm nay mình lại tới cái clip gọi là giới thiệu các bạn cho mình một đăng ký nha. Tối rồi lại đói bụng. Bây giờ chúng ta sẽ dùng món này than nha. Theo như mình mua được ở Bách Hóa Xanh đó, đây là cơm ăn liền vị gà của Hàn Quốc. Tại vì tối rồi cho nên mình cũng nói chuyện nhỏ cái gì các bạn. Cho nên nó âm thanh có vẻ nó không lớn, nhưng bác em thông cảm ha. Đây là cơm ăn liền vị gà của Hàn Quốc. Anh bác sẽ chùa quảng cáo nè. Thì một phần này á, mình mua 2 tặng 1 các bạn. Bông Bách Hóa Xanh nó có chương trình á, các bạn ship về ăn liền đi ha. Đây là của Bibigo nè. Đó, hộp cơm á, như thế này. Thì ở đây người ta có chỉ, có nghĩa là thì các bạn sẽ ở đây nó có một cái rằng đó, và mình sẽ bỏ một lên chảo, hai là hộp vi sống. Thì ở đây người ta có nói rằng nếu mà lên chảo á, thì xào khi nào nó nóng thì dùng là bóc ra. À, cái này là nó chỉ lò vi sống, còn còn các bạn bỏ vào chảo á, thì cứ bỏ xé ra bỏ vào chảo thôi. Còn nếu đây là lò vi sống thì các bạn sẽ xé tới cái đoạn này nè các bạn. Đó, đây, trứng gà. Đó, đây là cơm ăn liền vị gà nha. Đó, mình chỉ xé một chút thôi tới cái răng này nè các bạn. Đó, xé tới cái răng này thôi. Đó là mình sẽ bỏ vào lò vi sống trong vòng, ở đây nó nói là bỏ vào lò vi sống trong vòng 5 phút. Các bạn đợi, mình một chút xíu nha. Xin lỗi các bạn nha, hồi nãy là mình đã cung cấp cái thời gian nó chưa chính xác. Thì ở đây có nghĩa là khi các bạn xào chảo thì xào trong 2 phút, còn bỏ vào lò vi sống thì các bạn này, bỏ xào chảo á, thì 2 phút với lửa vừa, còn lò vi sống thì các bạn bỏ vào khoảng 1 phút thôi các bạn. Đây, thì cái cơm chiên của mình này là hoàn toàn nó không có thịt nha các bạn, nó chỉ là cơm vị gà thôi, chứ nó không có thịt gà ở trong nha, nó chỉ có hương vị của gà thôi. Đó, thì mình sẽ đổ vào cái tô này. Wow, nóng quá, nóng quá. Đó, thì các bạn thấy không, đây cơm của em ở đây nó rất là dẻo luôn các bạn nhìn thử coi, trời ơi, nó cực kỳ dẻo và mềm và rất là thơm luôn, vị của nó khá là vừa ăn nha. Nhưng mà bạn nào muốn ăn thêm cay hoặc là thêm ớt thì có thể chan nước mắm hoặc là bỏ ớt vô. Thì cơm vị gà này hôm nay là mình đã làm xong rồi, thì mình sẽ cho thêm một ít vô. Đây là mực nè, mình chuẩn bị sẵn, và một ít thịt bò vô. Nửa đêm mà thấy hoành tráng các bạn. Làm cho nó ăn thì làm cho nó ngon một chút. Đó, thì mình làm cho mấy người ăn đúng không ạ? Đó, không biết là tự nhiên cả nhà đói bụng. Và clip của mình xin kết thúc tại đây. Cho mình một đăng ký, cảm ơn các bạn nhiều. Rất là rẻ, mua 2 tặng 1 ở trên Bách Hóa Xanh là các bạn cứ mua đi ha. Lên chỉnh mà xem, còn có vị rau củ và nhiều vị nữa. Và thêm clip của mình xin chào các bạn nha.